Ngày 6 tháng 8, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố các nhóm thanh niên cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần, tối ngày mùng 4 tháng 7, H và TR cùng ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông đã tập hợp một nhóm thanh niên gồm 16 người, trong đó có Phùng Trung Nghĩa, sinh năm 2006, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, cầm theo hung khí là các tiếp sắt dài để hẹn gặp, đánh nhau với nhóm của N, sinh năm 2006, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tại khu đô thị Leximco, xã An Khánh. Huyện Hoài Đức. Khi đến điểm hẹn, thấy nhóm của N đang ngồi trong quán nhậu, nhóm của H đã điều khiển xe máy, cầm hung khí, diễu hành, họ hét, trừ bới và bấm còi inh ỏi, đi nhiều vòng quanh tuyến đường đi qua quán. Hiện, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với V, H về tội cướp tài sản, Phùng Trung Nghĩa, T, TR, N, M về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.